chào tất cả anh em homie. Hôm nay trên đây có sản phẩm rất là thú vị. Nhìn qua thì rất có thể khó đoán, nhưng mà đây là một mẫu bật lửa mini rất là nhỏ, chỉ bằng một đốt tay thôi, một ngón tay luôn ạ. Chúng ta sẽ xoay ra. Lửa này mình được châm bằng xăng. Đây, mình bật lên cho anh em thấy ạ. Đó, rất là tiện khi mà chúng ta có thể đi đâu đó mà quên mang thì cái này sẽ giúp chúng ta lúc quên. Đó, có thể là đóng, anh em có thể là mang đi cài vào cặp. Hoặc là cài vào chìa khóa, rất là tiện, rất là nhỏ. Và sản phẩm này sân đây đang bán với giá là 99k, anh em có thể inbox đặt sản phẩm này. Hiện tại thì cửa hàng cũng số lượng cũng rất là hạn chế, thì anh em nào đặt trước thì sẽ được ưu tiên sản phẩm này trước. Ok, xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em.